trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh linh bạch đằng hồn thiêng ngập ngàn, trả lại cho tôi nam quân hoàng sa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi vinh quang làm người Việt Nam. Xin chào hết tất cả anh chị và các bạn. Xin mời mọi người nghe một đoạn ca khúc rồi mình sẽ bắt đầu trong vòng 2 phút. Mời anh chị em chào nhau rồi mình sẽ bắt đầu trong vòng 1 phút. Xin chào hết tất cả anh chị em và các bạn. Bây giờ là 12 giờ 34 phút trưa giờ Việt Nam. Thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 2018. Xin chào hết tất cả các anh chị em và các bạn và xin chúc mọi người một ngày bình yên. Hôm nay mình làm một cái livestream chủ đề đặc biệt nói về 50 năm Mậu Thân nhìn lại. Mình xin nói ngay là mình không, trong vòng 50 năm qua, nói về cái Mậu Thân năm 1968 thì thiên hạ viết hết giấy hết mực, từ tiếng Anh cho đến tiếng Pháp, cho đến tiếng Hoa, cho đến tiếng Nga, cho đến tiếng Việt, tất nhiên là tiếng Việt. Hai phía đã viết rất là nhiều về cái gọi là tổng tấn công mùa xuân Mậu Thân năm 1968, hoặc là nói về cái chuyện gọi là cái biến cố đau thương của cái dân tộc Việt Nam trong năm 1968. Thì mình không có muốn vẽ rắn thêm chân, mình ngồi mình lược lại hết tất cả những cái điểm trong cái gọi là Mậu Thân năm 1968. Nhưng mà mình muốn chia sẻ một số cái suy nghĩ của mình về cái biến cố Mậu Thân trong suốt 50 năm qua, và cho đến cái điểm mốc 50 năm mình nhìn lại mình thấy cái đất nước Việt Nam của mình đi về đâu, con người Việt Nam của mình đi về đâu, và cái lịch sử nó bị chà đạp, nó bị lợi dụng, nó bị lạm dụng một cách
tàn độc, tàn bạo như thế nào. Thì lúc trước khi mà mình trao đổi một số bạn trẻ, có một số bạn hỏi mình cái câu như thế này, và mình thấy nó, mình áp dụng trong cái trường hợp này nó rất là đúng, nó rất là thích hợp. Là những bạn trẻ đã hỏi chú, một cái nhà nước nhân bản nó khác một cái nhà nước phi nhân bản chỗ nào? Thì mình thấy cái câu trả lời theo mình nó có vẻ hợp nhất, nó nằm ở cái chỗ là nhà nước nhân bản là một cái nhà nước khi mà họ nhìn lại lịch sử, họ nhìn lại một cái biến cố nào đó, thì họ họ nghiêng đầu, họ ngã mũ, họ tưởng nhớ đến những con người đã ngã xuống, bất kể cái chiến tuyến. Cũng giống như là Hoa Kỳ, cái cuộc phân tranh Nam Bắc Hoa Kỳ, khi mà cuộc chiến đã chấm dứt xong rồi, thì tất cả những người chiến binh, những chiến binh ngã xuống đều được ngã mũ chào. Và họ trân trọng, họ nhớ đến những người đã ngã xuống. Cái chuyện đúng, cái chuyện sai, khoan bàn. Cái chuyện bàn là mình phải ngã mũ để mình tưởng nhớ đến những người đã hy sinh, đã ngã xuống. Một cái nhà nước nhân bản là một cái nhà nước người không có xem nhẹ cái chết của những cái người lính bất kể chiến tuyến, mà họ phải nhớ đến cái xương máu của những người lính đã ngã xuống, thay vì họ ăn mừng, họ tổ chức một cái lễ để mà họ ca cẩm, để mà họ tiếp tục họ dối trá về cái quá khứ. Một cái nhà nước nhân bản là một cái nhà nước không bao giờ tổ chức một cái lễ kỷ niệm mà không nhắc đến những người ngã xuống, mà chỉ nhắc đến cái gọi là chiến công, rồi chém gió lung tung để mà ca cẩm một cái đảng, và sử dụng những cái loại mỹ từ ví dụ như là đỉnh cao chói lói hay là đúng đắn tài tình vân vân và vân vân. Thì mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình xuất phát từ cái biến cố mộ thân, kỷ niệm mộ thân 50 năm. Vài ngày trước đây, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức một cái buổi lễ kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân. Với cái chủ đề họ đặt là Bản Hùng Ca Xuân Mậu Thân 1968. Thì trong cái buổi lễ đó, nếu mà mọi người theo dõi thì thấy là tất cả những cái ông gọi là quan chức, coi như là tứ trụ triều đình, các vua cộng sản đều có mặt. Có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vân vân và vân vân. Và khi mà mình đọc cái bản tin á, mình thấy nó rất là kỳ quái, tại vì mình không có biết diễn tả cái cảm xúc của mình như thế nào khi mình đọc. Là cái ông Nguyễn Thiện Nhân, ông là bí thư thành ủy của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh, ông nhấn mạnh rằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968 là một đỉnh cao chói lọi, là đường lối đúng đắn của đảng, mãi mãi là minh chứng sinh động của tư duy và nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Mình tin chắc rằng là họ không coi cái chết của 14.000 đồng bào Việt Nam trong năm Mậu Thân là cái thái gì. Mình không tin là họ xem cái mạng sống của những người dân vô tội đã ngã xuống là cái thái gì. Và mình ngạc nhiên rằng là họ cũng xem luôn cả sinh mạng của hơn 40.000 binh sĩ cộng sản, kể cả bộ đội chính quy lẫn du kích, hay là gọi là mấy nôm na là mấy cái ông Việt Cộng trong cái mặt trận giải phóng miền Nam cũng ngã xuống trong thời điểm đó. Mà họ cho rằng là đó là một cái minh chứng sinh động của tư duy và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cái thời đại Hồ Chí Minh. Có nghĩa là cái gì? Cái nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là coi cái mạng sống của hơn 40 mấy ngàn binh sĩ là những cái người đã đổ xương máu cho họ là rác, chứ không phải là những cái con người đã hy sinh cho cái lý tưởng của họ. Mình khoan nói đến cái chuyện gọi là xương máu của đồng bào vô tội cái đã. Mình chỉ nói đến binh sĩ bên phía cộng sản, những cái người hy sinh cho họ, mà họ còn không thèm nhắc đến, mà họ còn ngược lại, họ còn cho rằng là đó là cái tư duy và nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Có nghĩa là sao?
Cái tư duy và cái nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là cái tư duy thí quân bất chấp xương máu những người ngã xuống và rồi quên và sổ tọa. Phải không? Cái khía cạnh mà mình muốn chia sẻ với các bạn nó xuất phát từ những cái câu phát biểu cực kỳ thô bỉ và vô nhân đạo của những người lãnh đạo, cũng như là cái quyết định tổ chức một cái gọi là kỷ niệm 50 năm tổng tiến công. Ví dụ như mà họ tổ chức cái chuyện này cách đây 20 năm, 30 năm mình không ngạc nhiên. Tại vì sao? Tại vì khi đó cái internet nó chưa có mở rộng. Cái thông tin ở Việt Nam vẫn tiếp tục bị bưng bít, vẫn bị che đậy, vẫn bị dối trá, vân vân và vân vân. Mà bây giờ cái thời đại này là hoàn toàn mới, thời đại này là thời đại mở. Và bất cứ một người nào cũng có thể bấm ở trên cái điện thoại di động để có thể tìm thông tin và so sánh cũng như đối chiếu thông tin. Thì theo mình cái việc họ chỗ tổ chức một cái buổi lễ kỷ niệm đó trong cái thời điểm này là một điều vô cùng dại dột. Là một điều mình ngồi mình phân tích mình không có hiểu được cái lý do gì thúc đẩy họ làm cái công việc đó. Tại vì cái sự thật nó không phải cách đây 20 năm, 30 năm nữa. Sự thật ngày hôm nay nó hoàn toàn khác. Nó đã mở ra rồi. Hơn nữa, cái đất nước Việt Nam nó nằm trong cái bối cảnh mà người dân càng ngày họ càng oán thán cái chế độ. Càng ngày họ càng thấy cái bộ mặt thật của cái chế độ. Càng ngày họ càng hiểu được cái bản chất tồi tệ của cái gọi là đảng Cộng sản cũng như là những cái đảng viên. Thì tại sao nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho đến ngày giờ này quyết định vẫn tiếp tục làm ầm ĩ lên chuyện đó, vẫn tiếp tục ăn mừng, vẫn tiếp tục giăng cờ xí, rồi tung hê cái chuyện chiến thắng này kia nọ khác? Theo mình nghĩ, có nhiều bạn hỏi mình là lý do tại sao họ làm như vậy. Theo mình nghĩ đây là một cái hành động níu kéo. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà họ không có làm cái gì hết, họ im lặng, họ làm lơ, thì chẳng khác gì họ chấp nhận là họ bị xìu rồi. Thấy không? Trước giờ họ nói dối quá nhiều về cái vấn đề gọi là tổng tấn công, mùa xuân, mậu thân, vân vân và vân vân. Nó bị coi như nó bể dĩa rồi. Tại vì nói dối bây giờ là cái sự thật nó bày ra trước mắt. Cho nên thôi thà là mình lãng còn hơn. Nhưng mà nếu mà họ không có làm, họ lãng đi á, thì lại tạo ra cái dư luận là mấy ông bây giờ là coi như bị hết bài rồi, bị quê độ rồi cho nên không có làm nữa. Cho nên mấy ông vẫn cắn, coi như là cắn răng làm. Và vẫn làm cho một, coi như là cho to chuyện lên để làm chi. Để họ hy vọng rằng là họ vẫn còn tiếp tục mị được bao nhiêu người thì họ mị. Phải không? Tại vì chính bản thân họ, những người trong cuộc đều biết và hiểu rất rõ cái bản chất của cái gọi là tổng tấn công mùa xuân năm 1968 nó như thế nào. Và cái sự mà gọi là hiểu rõ như vậy dần dà nó được bộc lộ ra từ những cái người đã nằm ở trong cái guồng máy, đã dính líu cho đến cái gọi là tổng tấn công, từ cái giới gọi là trí thức cộng sản cho đến những cái ông gọi là quan chức này kia nọ khác, rồi sách vở, rồi báo chí. Có nghĩa là nó giấu đầu này, nó lòi đầu kia, nó giấu đầu kia, nó lòi đầu nọ, lung tung hết. Thì những cái ông mà gọi là tuyên giáo cho đến những ông nhà văn, những ông trí thức cộng sản đã dần dà đi tới cái chỗ là không thể nói dối nữa, bắt đầu tìm cách biện bạch cho cái thứ sai và vô nhân đạo của cái hành động gọi là tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. Thì mình nhìn ở ba cái mức độ khác nhau. Mình nhìn ở mức độ là những cái người lãnh đạo như thế nào, rồi mình nhìn tới cái mức độ là những cái người gọi là tuyên giáo, những cái ông gọi là trí thức cộng sản bảo vệ chế độ, cho đến mình nhìn đến cái cấp mà thấp nhất là cái cấp gọi là vẫn nhong nhong chạy theo để bảo vệ chế độ. Thì mình thấy nó bao trùm một cái đặc tính rất là chung, đó là sự dối trá. Và cái sự dối trá đó, cái mức độ vô liêm sỉ nó đi từ cái mức gọi là có kiến thức nhiều nhất cho đến cái mức độ gọi là có kiến thức ít nhất. Đó, để mình phân tích ra để cho
anh chị em và các bạn thấy cái bản chất, cái tính chất vô liêm sỉ của nó như thế nào. Ví dụ như ở cái mức thấp nhất là cái mức của những kẻ bảo vệ chế độ. Từ khi mà trước cái là ngày 31 tháng 1, có nghĩa là đánh dấu 50 năm, thì mình thấy trên Facebook có rất là nhiều cái status đưa ra cái chủ đề để mà bắt đầu bảo vệ chế độ và bắt đầu coi như tìm cách bào chữa cho cái tội ác và cái sự sai lầm trong cái gọi là cái biến cố Mậu Thân một cách rất là khôi hài, một cách rất là thô thiển. Ví dụ có rất là nhiều người họ mang cái chuyện Mỹ Lai ra để họ chống chế cho cái chuyện Mậu Thân. Ví dụ như họ nói là chứ tại sao Mỹ tàn sát người dân Việt Nam ở Mỹ Lai thì sao? Theo mình, nếu mà nói về cái mặt gọi là lý luận và bảo coi như là tư tưởng để bảo vệ chế độ, cái lý luận cái đó là một cái lý luận cực kỳ sai lầm. Tại vì sao? Mình là những người cộng sản, mình chửi Mỹ ngụy là tàn ác, mình chửi Mỹ ngụy là thế này thế kia thế nọ, vô nhân đạo, khát máu vân vân và vân vân. Thì mà tại sao mình là những người cộng sản là đúng đắn tài tình mà lại đem cái chuyện Mỹ Lai ra so kè với lại cái chuyện Mậu Thân? Nếu mà đem mình đúng đắn tài tình mà đem Mỹ ra so kè thì hóa ra mình cũng tàn bạo, cũng dã man như Mỹ ngụy hay sao? Cho nên mấy cái ông tuyên giáo nên huấn luyện lại cái lực lượng gọi là dư luận viên. Tại vì á, đó là một cái cách suy nghĩ cực kỳ thô thiển. Nếu mà không muốn nói đó là ngu xuẩn, phải không? Nhưng mà nói phân tích sâu thêm một chút, mình thấy rõ ràng hai cái biến cố nó hoàn toàn khác nhau. Cái cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 là một cuộc tổng tấn công được có chính sách, có kế sách, được Bộ Chính trị thông qua và có kế hoạch đàng hoàng từ đầu đến cuối. Trong khi đó cái chuyện Mỹ Lai là cái hành động tự phát của một cái ông sĩ quan Mỹ nào đó, chứ không phải là chính sách. Thấy không? So cái đó là so sai. Một cái chuyện sai nữa, người lính Mỹ là người ngoại quốc, họ có tàn sát người Việt, mình nói đó là dã man tàn bạo. Nhưng mà người Việt tàn sát người Việt ở Mậu Thân thì là sao? Cái đó là vinh quang anh hùng à. Phải không? Nếu mà xét vào cái cấp gọi là người Việt với nhau á, thì những người cộng sản giết những người dân vô tội ở Huế hoặc là sắp khắp cả miền Nam Việt Nam năm 1968, nếu mình xét ra cái mức độ đạo đức nó còn tệ hơn tụi Mỹ gấp vạn lần, chứ không phải là ngang tụi Mỹ. Tại vì tụi Mỹ đối với người Việt nó đâu phải là đồng bào đồng chủng của nó đâu, nó giết nó đâu có thấy ghê gớm đâu, phải không? Còn người Việt với nhau mình gọi là đồng bào đồng chủng máu đỏ da vàng, mình giết người Việt với nhau mà mình đem mình so mình với lại Mỹ, phải không? Cho nên cái đó là cái chuyện mà mình cần phải hiểu cái bản chất nó tồi tệ nó như thế nào. Có nhiều người, thậm chí có nhiều người đem cái chuyện là Mỹ không công bố cái vụ Mỹ Lai ra để bào chữa cho cái chuyện là đảng và nhà nước không công bố chính thức cái vụ Mậu Thân. Đó là một cái cách lấp liếm vô cùng tệ hại. Tại vì thực sự cái vụ Mỹ Lai cả thế giới biết được là tại vì đã có những cái vụ án. Và khi chẳng những nó có những cái vụ án mà nó còn có những cái chuyện điều trần Quốc hội Mỹ. Và bây giờ hồ sơ giấy tờ vẫn còn rất là đầy đủ. Thì chuyện báo chí nó tung ra trên khắp nước Mỹ cũng như trên khắp thế giới, đó là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Tại vì xứ người ta là tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thì đừng có nói là Mỹ không công bố vụ Mỹ Lai. Cái đó là nói dối một cách thản nhiên. Rồi có nhiều người lại cho rằng, những cái người gọi là bảo vệ chế độ, họ cho rằng là Mỹ không xin lỗi nhân dân Việt Nam vụ Mỹ Lai, cho nên đảng ta, quân đội ta, nhà nước ta cũng có quyền không xin lỗi nhân dân Việt Nam về cái vụ Mậu Thân. Hay sao? Tại sao mình bắt Mỹ thì phải xin lỗi nhân dân vụ Mỹ Lai,
Còn cái đảng tài tình, cái quân đội anh hùng này kia nọ khác thì không chịu xin lỗi. Nếu như mà mình tài tình đúng đắn, tại sao mình không có làm để cho tụi Mỹ nó học theo? Mà tại sao cho đến ngày giờ này mình vẫn tiếp tục mình nói dối ngay chính người dân trong cái đất nước Việt Nam? Phải không? Mình nói như vậy để cho các bạn thấy là cái bản chất tồi tệ vô liêm sỉ của những cái người, ngay cả họ bảo vệ chế độ, ngay cả họ biết cái sự thể, họ vẫn tiếp tục họ nói dối một cách trắng trợn, và họ vẫn tiếp tục họ bảo vệ cái sai và cái tội ác. Đó là cái cấp gọi là mình nói gọi là thấp nhất, cái cấp bảo vệ chế độ thấp nhất, có nghĩa là chỉ khăng khăng bảo vệ cái sự gọi là đúng đắn tài tình của đảng, chứ không bao giờ nói sự thật, không bao giờ đặt cái vấn đề dựa trên cái gọi là nền tảng nhân đạo và nhân bản. Mình nói để cho mọi người hiểu và thấy được cái sự tồi tệ của nó nằm ở cái mức độ nào. Và hồi bữa nó có một bạn gửi cho mình một cái tin nhắn nói là tại sao ông tướng Loan ông bắn sáu lém thì được, còn những cái người mà gọi là cách mạng hay là nhân dân ở Thừa Thiên Huế bắn những cái tên gọi là phản cách mạng không được. Mình xin nói như thế này, sáu lém là một tên khủng bố, sáu lém đã có hồ sơ đen, sáu lém là người đã giết rất là nhiều người trong cái thời đó. Ông tướng Loan dù gì ông cũng là một cái nhân viên cảnh sát, ông là một ông tướng trong cái ngành cảnh sát, và có thể là cái chuyện mà ông rút súng ông bắn ông sáu lém tại trên cái đường phố Sài Gòn có thể đúng có thể sai tùy cái cách nhìn, nhưng mà ít ra ông có cái vị thế để mà ông xử sáu lém tại chỗ. Trong khi những cái cá nhân ở Huế, Thừa Thiên, ví dụ như Nguyễn Đắc Xuân hay Hoàng Phủ Ngọc Tường, họ chỉ là những người cầm bút, là những ông thầy giáo. Ai cho họ cái quyền làm ngồi cái ghế gọi là chủ tọa tòa án nhân dân để mà giết người dân Huế? Phải không? Họ dựa trên cái nền tảng nào? Họ dựa trên cái nguyên tắc nào? Họ dựa trên cái luật pháp nào mà tự động họ cho họ cái quyền xử những cái người dân vô tội? Phải không? Một cái căn bản lý luận mà những cái người cộng sản luôn luôn bị sai lầm, bị vướng vô, là luôn luôn khi mà ai chỉ trích cái sự tàn bạo, cái sự hư hoại của những cái người cộng sản, thì những người cộng sản hay quay qua đem Mỹ để mà so kè. Đó là một cái điều cực kỳ ngu xuẩn. Tại vì sao? Cái miệng của họ luôn luôn họ nói rằng là họ đúng đắn tài tình, họ vinh quang tốt đẹp, và họ luôn luôn chửi Mỹ là tàn ác, Mỹ ngụy là tàn ác. Nhưng mà khi nói đến cái chuyện tội ác thì họ lại đem họ ra so sánh với lại Mỹ ngụy. Đấy không? Đó là mình chưa kể cái hành động của cái ông sĩ quan trong cái vụ Mỹ Lai tự phát mà ông giết người hàng trăm, hàng trăm là theo cái những cái report, những cái tường trình lung tung sờ bèn. Trong khi ở Huế mộ thân, cái số lượng người gọi là cách mạng giết hại dân ở Huế là tới con số hàng ngàn. Cho đến ngày giờ này khi mà thống kê lại trong 22 địa điểm tìm ra những cái mồ chôn tập thể ở Huế thì họ đếm được hơn 2.300 cái sọ người. Nhưng mà gia đình của những cái thân nhân ở Huế họ thông báo cho nhà chức trách, cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thời đó là hơn 3.000 người khác bị mất tích mà cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được xác chết. Đó, thì mình tính cái con số không, mình thấy rõ ràng hai cái sự thể, hai cái tính chất, hai cái mức độ nó hoàn toàn khác nhau. Thì không thể mà đem cái chuyện này trồng vô chuyện kia để mà so sánh được. Phải không? Bây giờ mình nói qua cái chuyện, cái cấp mà gọi là bảo vệ chế độ thì nó quá sức là thô thiển rồi, mình không có nói. Mình nói đến những cái cấp mà gọi là những cái người cầm bút, những cái người gọi là biết viết văn, những cái người gọi là trí thức cộng sản, vân vân và vân vân. Họ không thể giấu được nữa, cho nên họ mới bắt đầu, họ mới xì ra những cái sự thật. Và họ xì ra những cái sự thật như vậy thì phải tìm cách họ bào chữa cho họ. Phải bào chữa như thế nào cho nó
cho nó đỡ được chút nào hay chút đó. Ví dụ như mình đọc một cái bài viết của ông Phạm Đình Trọng, ông là một nhà văn, một nhà trí thức cộng sản, là một cựu đại tá trong quân đội nhân dân, vân vân và vân vân. Ông viết như thế này: quân đội đội quân từ rừng về coi những người dân làm việc trong bộ máy hành chánh của chính quyền Sài Gòn hoặc liên quan đến chính quyền Sài Gòn đều là kẻ thù, là ác ôn nên phải loại bỏ. Chiến dịch diệt ác trừ gian nhằm vào dân thường cũng diễn ra khốc liệt nhất ở các thành phố thị xã. Cái đó ông Phạm Đình Trọng xác định rõ ràng rằng là những người cộng sản xác định những cái người nằm trong cái bộ máy hành chính của chính quyền Sài Gòn hoặc là những cái con người nào mà có liên quan đều là kẻ thù, đều là ác ôn cho nên phải loại bỏ. Cho nên đó là cái sự thật mà ông Phạm Đình Trọng đã xác định. Rồi ông Phạm Đình Trọng ông viết một cái bài rất là dài. Một mặt ông tố khổ cái lực lượng giải phóng miền Nam và cái quân đội Bắc Việt lúc đó đã quá trớn quá tay, đã gây ra tội ác. Đó. Nhưng mà cái thực chất nó như thế nào? Trong cái bài viết đó, ông vẫn tiếp tục ông tìm cách ông bào chữa cho ông Hồ Chí Minh và ông bào chữa cho ông Võ Nguyên Giáp. Mặc dù trên thực tế nó như thế này: cuối năm 1967, cả hai bên Bắc Việt và Nam Việt đồng ý ngừng bắn mấy ngày Tết để cho bà con vui xuân, mặc dù đó là đang trong thời chiến tranh. Đó. Nhưng mà phía cộng sản thực hiện tổng tấn công. Và cho đến ngày giờ này ai cũng biết hết, ai cũng biết đến cái chuyện tổng tấn công. Báo chí không có lời đã hoàn toàn không có chối cãi cái chuyện tổng tấn công. Và ngay cả những cái người cầm bút của cộng sản bây giờ công nhận rằng là tại vì những cái ông mà làm cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa hoặc là những cái gia đình liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa đều là kẻ thù cho nên phải trừng trị. Đó. Cái bỉ ổi ở cái chỗ rằng là tại sao ông Phạm Đình Trọng lại đi cố gắng để mà bẻ cái sự thật, để mà bảo vệ cho những cái gọi là lãnh tụ cộng sản. Mặc dù ông thấy được cái bản chất tồi tệ, cái hành động vô cùng ác độc của những cái người gây ra những cái chết như vậy. Đó. Ông Phạm Đình Trọng bào chữa cho ông Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp trong cái bài báo bài viết của ông, để mà ông nói rằng là ông dùng cái lý do rằng là đây là cái nhánh Lê Duẩn và tay chân của Lê Duẩn không để Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp có mặt trong nước trong cái suốt thời gian chuẩn bị và trong suốt cái quá trình diễn ra cái cuộc tổng tấn công mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Ông có một cái câu như thế này, mình đọc nguyên văn: trong những ngày Hồ Chí Minh sống khắc khoải cô đơn bên Tàu thì Võ Nguyên Giáp cũng phải ngậm ngùi sống ở trời Tây Hungary hiu quạnh. Điều đó có chứng đưa ra, ông Phạm Đình Trọng đưa cái này ra để ăn chi? Để cho ông chạy tội Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh. Phải không? Tại vì rõ ràng người bình thường người ta nghe, người ta nói lúc đó không có ông Hồ Chí Minh ở trong nước Việt Nam, cũng có ông Võ Nguyên Giáp trong đất nước Việt Nam thôi, vụ đó phủi tay, cái tội này là tội của Lê Duẩn. Phải không? Nhưng mà đó là một cái cách lý giải, một cách biệt bào biện hết sức là ngây thơ. Tại vì một cái trận đánh, một cái chiến dịch ở một cái quy mô như vậy thì không thể nào mà không có cái sự liên quan đến những cái nhân vật cỡ như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Nếu mà nói là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp bị tống cổ ra nước ngoài trong khoảng thời gian đó để mà chạy tội cho hai ông đó thì hóa ra Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là buồn nhìn hay sao? Phải không? Nếu mà ông Hồ Chí Minh và ông Võ Nguyên Giáp kia là bù nhìn cho cái đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó, thì ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp có cái gì tốt đẹp, có cái gì hay ho, có cái gì vĩ đại đâu mà để mà thiên hạ phải ca cẩm. Phải không? Cho nên đó, bảo vệ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp nó có hai chọn lựa. Một là hai ông đó vĩ đại đến cái độ là ông đưa ra cái chiến dịch hay là đồng thuận cái chiến dịch để mà vấy máu mấy ngàn nhân mạng. Còn hai
Nếu mà hai ông đó không có bất cứ một cái thực lực, không có bất cứ một cái quyền lực gì hết, mà để cho cái người dân chết một cách vô tội như vậy, tại vì hai ông đó không có mặt ở Việt Nam cho nên ông hai ông không vô tội, thì hóa ra hai ông là bù nhìn. Tại vì cỡ hai ông đó mà Lê Duẩn và Đảng Cộng sản Việt Nam tống cổ ra khỏi Việt Nam dễ dàng, thì hai ông đó có cái gì mà vinh quang mà tốt đẹp đâu mà ca cẩm, phải không? Nhưng mà mình đọc, mình thấy cái theo cái tinh thần đó, Phạm Đình Trọng ông bảo vệ như vậy, ít ra ông vớt vát được là Hồ Chí Minh không có ác, Võ Nguyên Giáp không có ác. Một là không ác thì phải chịu chấp nhận là hèn. Còn nếu mà không hèn thì phải là ác, chỉ một trong hai thôi, chứ không có cách nào mà vừa tốt đẹp mà vừa không hèn được. Không có thể nào mà vừa vinh quang, vừa nhân đạo, vừa không hèn được. Tại vì đó là cái hành động rõ ràng, phải không? Nhưng mà thực tế Hồ Chí Minh làm một cái bài gọi là Thơ Xuân 1968, ai cũng biết, rất là nhiều người thời đó mà đi học bây giờ cũng biết. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Cho đến ngày giờ này báo Lê Đảng vẫn tiếp tục ca cẩm là lời thơ chúc Tết của Bác, đồng thời cũng là hiệu lệnh mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy truyền đi khắp mọi miền đất nước. Tinh thần mạnh mẽ của cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta. Thấy không? Như vậy á, xét ra là Đảng Cộng sản tống cổ Hồ Chí Minh ra khỏi Việt Nam trong cái giai đoạn đó, xong rồi nhét chữ vô miệng Hồ Chí Minh và cho rằng là Hồ Chí Minh là cái người coi như ra hiệu lệnh cái cuộc tổng tấn công. Thì hóa ra rõ ràng Hồ Chí Minh là bù nhìn, phải không? Chứ gì nữa? Chứ nếu Hồ Chí Minh không phải là bù nhìn thì làm sao mà Hồ Chí Minh để cái chuyện như vậy xảy ra được? Có nghĩa là Hồ Chí Minh không có đồng ý cái chuyện tổng tấn công, mà rốt cuộc Hồ Chí Minh lại là người mang tiếng là mở đầu cái hiệu lệnh của cuộc tổng tấn công. Rồi những người bảo vệ coi như là bào chữa cho Hồ Chí Minh thì nói là Hồ Chí Minh không ở trong đất nước Việt Nam, đang ở bên Tàu, cho nên Hồ Chí Minh trắng án trắng tội. Thấy không? Nếu mà Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thực sự thương xót cái dân Việt Nam, tại sao không có dùng quyền lực của mình để phản đối, để mà ngăn chặn? Đó, cho nên cái nghịch lý mình phân tích ra để cho các bạn thấy, các bạn chống Hồ Chí Minh hay ủng hộ Hồ Chí Minh chỉ có một trong hai chọn lựa. Một là chấp nhận Hồ Chí Minh hèn, hay là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp chỉ là bù nhìn. Còn hai là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cái tay vẫn vấy máu chung với lại cái Đảng Cộng sản và những người Cộng sản trong thời gian đó. Chỉ còn một trong hai chọn lựa thôi, chứ không có chạy tội được. Một trong hai cái tính chất đó nó là như vậy. Đúng không? Thực sự theo những cái tài liệu giải mật thì quân Cộng sản thời trong giai đoạn đó đã đánh điện về Hà Nội để xin thêm chi viện đạn dược và quân lực. Và quân ủy trung ương ở Hà Nội hứa sẽ đáp ứng. Và sau đó có một cái mật văn do chính ông Võ Nguyên Giáp, ông Văn Tiến Dũng và ông Sông Hào. Ông Sông Hào thời đó là phó bí thư quân ủy trung ương ký để mà chấp nhận là tăng thêm đạn dược và quân lực cho cái gọi là quân đội nhân dân để tiếp tục đánh vào trong miền Nam. Đó. Thì theo một cái bài tỷ bút của ông Vũ Kỳ, ông Vũ Kỳ là thư ký riêng của Hồ Chí Minh, đăng trên cái tờ Văn Nghệ năm 1998, nó có một cái bài, nó có cái tựa đề là Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy. Thì mình đọc nguyên văn, đây là lời của ông Vũ Kỳ viết: ngày 25 tháng 1 năm 1968, đồng chí Võ Nguyên Giáp đến trực tiếp báo cáo với Bác tại Bắc Kinh trên đường về nước. Đó. Cái điều này chứng tỏ cho thấy là theo ông Phạm Đình Trọng cũng như là theo những cái thông tin của những cái người mà Lê Đảng muốn bảo vệ cái danh dự của ông Võ Nguyên Giáp cũng như ông Hồ Chí Minh thì nói là lúc đó ông Võ Nguyên Giáp đang ở Hungary là sai sự thật. Ngay cả theo tài liệu của CIA gọi là CIA thời đó, bây giờ nó đã giải mật, nó có những cái thông tin nó cho biết là Hà Nội tung tin là ông Giáp đi Hungary để ăn chi, để mà đánh lạc hướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, để mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa tin rằng là chiến sự sẽ rất là yên tĩnh trong cái dịp Tết Mậu Thân, để ăn chi
để cho cái lực lượng Cộng sản Bắc Việt dễ dàng tiến hành cái chiến dịch Mậu Thân. Cái đó là một cái trò gọi là tung hỏa mù và đánh lạc hướng. Nhưng mà thực tế là Võ Nguyên Giáp đã bí mật quay lại Hà Nội. Theo cái tài liệu công khai của Hà Nội, tháng 12 năm 1967, mình đọc nguyên văn, Bác Hồ chủ tọa cuộc họp Bộ Chính trị phân tích tình hình, quyết định mở đợt tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968 để giành thắng lợi quyết định. Sau đó, tháng 1 năm 1968, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa 3 thông qua nghị quyết Bộ Chính trị tháng 12 năm 1967 khẳng định quyết tâm, mục tiêu và hướng chiến công chiến lược. Từ sau cuộc họp Bộ Chính trị, Bác đã chỉ thị cho cán bộ chỉ huy các chiến trường, kế hoạch phải thật tỉ mỉ, hợp đồng phải thật ăn khớp, bí mật phải thật tuyệt đối, hành động phải thật kiên quyết. Đó là tài liệu sách vở chính thức của Lề Đảng nha các bạn. Tài liệu chính thức của Lề Đảng cho thấy Hồ Chí Minh đã chủ tọa cuộc họp Bộ Chính trị để mà phân tích tình hình, để mà quyết định đến cái cuộc gọi là tổng công kích Mậu Thân năm 1968. Tại sao ông Phạm Đình Trọng lại vác cái hình ảnh là Hồ Chí Minh lúc đó ở bên bên Liên Xô và ông Võ Nguyên Giáp ở Hungary để mà chạy tội hai 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 người đó? Đấy không? Cho nên á, những cái người mình nói là cho dù ông Phạm Đình Trọng sau này mình nghe là ông đã từ bỏ, ông ra khỏi đảng, vân vân và vân vân, nhưng mà cái chất thật trong người nó vẫn còn nằm ở trong đó. Ông vẫn không có nói đúng cái sự thật. Người ta nói một nửa sự thật không thể là một là sự thật được. Đấy không? Trong cái bài viết đó ông Phạm Trọng còn có một kết thúc một cái câu như thế này: chiến tranh đã qua lâu rồi, cần thoát ra khỏi tuyên truyền tâm lý chiến, không thể coi chiến cuộc Xuân Mậu Thân 1968 người Việt giết người Việt với quy mô lớn nhất, người Việt bị giết chết nhiều nhất trong một chiến dịch, người Việt kề nòng súng vào tai người Việt bắn ngay trên đường phố là chiến thắng của bất kỳ phía nào, của bất kỳ ai. Cái chi tiết của cái chuyện, cái câu này mình muốn đưa ra nó nằm ở cái chỗ rằng là người Việt kề nòng súng vào tai người Việt bắn ngay trên đường phố. Cái đó là cái gì? Cái đó là ông Phạm Đình Trọng ám chỉ là ông tướng cảnh sát, ông tướng Loan bắn chết Sáu Lem. Chứ ông Phạm Đình Trọng không có nói đến cái gọi là cái hình ảnh của những người dân ở Huế bị trói quạt tay rồi bị đập vỡ sọ hoặc là bị chôn sống trong những cái hố chôn tập thể. Thấy không? Tại sao chỉ đưa cái hình ảnh người Việt kề nòng súng vào tai người Việt bắn ngay trên đường phố để mà làm cái câu kết mà không nói đến cái sự thật tàn nhẫn và tàn bạo, kể trong những cái người mà bị giết chết ở Huế không phải chỉ người Việt. Có bốn bác sĩ người Đức họ tình nguyện họ qua bên bên Việt Nam để mà họ dạy trong trường Đại học Y khoa Huế. Họ là người hoàn toàn, họ không phải là Mỹ, họ không phải là đế quốc Mỹ, họ là những khoa học gia, họ là những ông bác sĩ đến Việt Nam để giúp. Tại sao lôi họ ra đập bể đầu họ rồi chôn trong một cái hố cạn gần đó? Phải không? Tại sao không đem những chuyện đó ra mà nói? Tại sao không đem ra những cái hình ảnh của những cái người mà ngã xuống bị chết một cách rất là thật là khủng khiếp, thảm thiết, mà chỉ đem cái hình ảnh là kề nòng súng vào tai? Người Việt ở Huế đâu có bị kề nòng súng vào tai và bắn chết trên đường phố đâu. Có thể ông Phạm Đình Trọng không biết, có thể ông Phạm Đình Trọng biết. Cái chuyện ông không biết đáng trách ở cái chỗ là ông không chịu tìm hiểu cho kỹ để cho mà ông biết, để mà ông nói cho đúng. Và có thể là ông biết, nhưng mà nếu mà ông biết thì càng đáng trách hơn nữa khi mà ông cố tình không đưa ra những cái thông tin chính xác. Phải không? Mình phân tích để một cái điển hình, có rất là nhiều người đọc cái bài Phạm Đình Trọng xích xoa hít hà và cho rằng là những người cộng sản bắt đầu nhìn và tôn trọng sự thật. Mình xin lỗi, mình không tin chuyện đó và mình thấy cái biểu hiện đó không 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 có đúng. Cái mục đích của Phạm Đình Trọng là thừa nhận và chấp nhận cái tội ác của
của Cộng sản trong cái dịp Mậu Thân. Nhưng mà ông dùng cái bài viết đó để mà ông chạy tội cho Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Đồng thời ông gom chung hết tất cả cái chuyện người dân chết ở Mậu Thân là lỗi của tất cả mọi phía. Cái đó là hành động cực kỳ sai. Nó sai ở cái chỗ như thế này. Nếu như Cộng sản không có tổng tấn công vào cái Mậu Thân năm 1968 thì làm gì có cái chuyện giao tranh để mà cho người dân ngã xuống sau đó, phải không? Thì làm sao có cái chuyện mà để mà gọi là biến thành tội lỗi của mọi phía được? Người Cộng sản là người đã gây ra cái chuyện đó, phải không? Cho nên mình phân tích một cái điển hình là ông Phạm Đình Trọng để cho các bạn thấy là người Cộng sản, ngay cả những cái người gọi là trí thức, ngay cả những người cầm bút, họ cũng hoàn toàn không có thật. Họ không có nói thật. Họ không có cái dũng khí để mà họ nói thật chuyện đó. Nếu mà họ không dám nói thật thì chứng tỏ họ biết rõ và họ hiểu rõ những cái hành động và những hành vi của những người Cộng sản là tồi tệ, là xấu xa, là tàn độc. Họ biết chứ không phải không biết. Chính vì họ biết cho nên họ tìm cách họ dối, chứ không phải là họ không biết. Đó. Rồi. Một cái nhân vật rất là nổi tiếng, ví dụ như ông Nguyễn Đắc Xuân. Ông đã từng làm chủ tòa án nhân dân ở Trường Gia Hội vào năm 1928. Ông là người trực tiếp vấy máu trong cái chuyện đó. Có thể ông không, lúc đó ông có móc súng để ông bắn người ta. Cái chuyện đó không có ai nói, mình cũng không có biết chính xác. Nhưng ông là người trực tiếp liên can và có mặt trong cái chuyện đó. Và ông là chủ tòa tòa án nhân dân, có nghĩa là ông có quyền quyết định người này là ác ôn, người kia không phải ác ôn. Mà trong cái số hơn 5.000 người dân, 5.000 người ở Huế mà bị chết thời đó, một số là nhân viên hành chánh, một số là cảnh sát, và vô vàn những cái người chỉ là sinh viên, học sinh và những tiểu thương vân 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 vân. Nói chung là những cái người nào mà gọi là có cảm tình hoặc là có cái thái độ mà đứng về phía quốc gia hoặc đứng về phía Việt Nam Cộng Hòa là đi. Đó. Ông Xuân, khi mà người ta chỉ trích ông có liên quan cho đến cái hành động tàn bạo của ông hoặc là của đồng đội của ông, thì ông giải thích rằng là đây là những cái trò chụp mũ. Ông nói là cái nguyên nhân chính nó dẫn đến cái trò chụp mũ này là do cái bè lũ chống cộng cực đoan đã vu khống, đã dựng chuyện để mà nhằm hạ bệ tên tuổi của những trí thức yêu nước. Đó. Ông nói rằng là cái thông tin này nó vẫn nằm trên báo An ninh Thế giới đó các bạn. Các bạn mở ra các bạn thấy. Đó. Thì mình thấy rằng là một cái người, ông Nguyễn Đắc Xuân là một ông thầy giáo. Ông sinh ra, ông lớn lên trong cái chế độ thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông biết cái bản chất, cái thực sự của cái Việt Nam Cộng Hòa như thế nào. Đó. Mà ông vẫn có thể, ông biến cái tội ác thành cái chuyện, ông bể thành cái chuyện rằng là đó là do cái bè lũ chống cộng cực đoan vu khống dựng chuyện chứ không phải là sự thật. Mà trong khi sự thật nó trưng bày là ông có mặt ở đó, ông là một trong những gọi là đồ tể của Huế thời đó. Mọi cái thông tin từ sách vở này kia nó khác, nó lộ ra hết tất cả. Tại sao đến ngày giờ này ông không có cái dũng khí để mà ông đứng ra ông công nhận tôi đã làm sai trong quá khứ, tôi xin chấp nhận tôi đã làm sai, xin đồng bào tha thứ cho tôi. Tại sao không có dũng khí để làm chuyện đó? Mà tại sao vẫn phải loay hoay cầm bút để cố gắng biện minh, cố gắng này kia nữa khác? Gần đây mình có thấy người bạn đưa cho mình cái link lên trên cái tường nhà của Nguyễn Đắc Xuân. Nguyễn Đắc Xuân lôi ra cả cái chuyện là có cái công để cứu họa sĩ Lê Văn Tài này kia nữa khác. Mình thấy nó rất là khôi hài. Cái chuyện ông có cứu được họa sĩ Lê Văn Tài, nó không có xóa được cái bàn tay vấy máu của ông thời đó. Cái quan trọng ở chỗ là ông phải có cái dũng khí, ông nói thật những cái việc thật nó đã xảy ra. Một cái nhân vật thứ nhì cũng sát cánh với lại Nguyễn Đắc Xuân là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Mình vẫn còn cái clip mà cái tờ báo Đài Truyền Hình
WGBH phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường năm 1981. Ông Tường lúc đó nữa là rất là say máu, khẳng định là ông có mặt tại Huế vào thời điểm Tết Mậu Thân. Ông còn kể cái chuyện là ông đi trên đường, ông dẫm là coi như đường nhớp nhát, ông tưởng là bùng sình, hóa ra là máu, vân vân và vân vân. Ông kể các pho các phách, và ông coi như là trả lời phóng viên với thái độ cực kỳ coi như là căm thù, cực kỳ mà sắc máu đó. Trong cái bài báo ông còn nói như thế này: chúng tôi vào nhà để gọi họ ra thì họ bắn trả đến cùng. Họ bắn đến độ có những chiến sĩ của chúng tôi đã bị thương. Khi đó chúng tôi đã phải bắn trả khiến cho những người đó bị chết tại chỗ. Thấy không? Nó chứng minh rất là rõ cái lời của ông. Ông kể là ông là cái người đã nằm trong cuộc, ông đã chứng kiến và ông đã tham gia cái chuyện đó. Cho đến năm 1997, khi mà bà Thụy Khuê, lúc đó bà là phỏng vấn của đài, phóng viên của đài RFI phỏng vấn ổng, thì ông Hoàng Phủ Ngọc Tường ông lại phủ nhận là ông không có mặt trong cái giai đoạn đó. Thấy không? Cho nên á, mình nói cái chuyện này để cho các bạn thấy một điều: những cái người như cái kiểu mà Hoàng Phủ Ngọc Tường giết người, cái tay vấy máu thì rất là giỏi. Khi mà cảm thấy cái chế độ nó còn vững vàng, nó còn mạnh mẽ thời năm 1981 thì rất là mạnh miệng, rất là to mồm, ăn nói rất là sắc máu, khẳng định cái này, khẳng định cái kia, khẳng định cái nọ. Cho đến khi mà đi gần cuối thập niên 90 á, khi mà sự thật nó dần dần nó mở rộng, thì lại quay ngược 180 độ, coi như là phủ nhận là mình có mặt ở Huế trong cái thời đó. Và cho đến ngày giờ này ông vẫn tiếp tục ông phủ nhận là ông có mặt ở Huế trong thời đó. Phải không? Tại sao một người Hoàng Phủ Ngọc Tường đâu phải là một gọi là nông dân chân lắm tay bùn, là một kẻ dốt nát đâu. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng là thầy giáo. Hoàng Phủ Ngọc Tường là cái người cầm bút, là người có học. Đó. Hoàng Phủ Ngọc Tường còn kể cái chuyện mà hồi năm 1957 Hoàng Phủ Ngọc Tường vô Sài Gòn đi học. Đó. Ăn một tô phở thiệt là ngon là một đồng. Mà lương của Hoàng Phủ Ngọc Tường không phải là lương, cái học bổng của Hoàng Phủ Ngọc Tường là 5.000 đồng. Có nghĩa là Hoàng Phủ Ngọc Tường có ăn coi như là phở không á, thì một tháng coi như là chỉ có tốn 30 đồng thôi. Đó, là ông kể chính miệng của ông. Ông sống cái thời đó người ta đối xử với ông như thế nào, ông được cái gì mà ông lại quay lại để mà ông làm những cái chuyện như vậy. Đó. Và cho đến ngày giờ này sau cái cuộc chiến, nhiều người đưa tin rằng là ông Hoàng Phủ Ngọc Tường có con gái hiện giờ ở bên Mỹ. Ủa, tại sao kỳ? Tại sao đấu tranh chống Mỹ cứu nước bây giờ không ở lại cái đất nước Việt Nam để mà xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa này kia nọ khác, mà cho con chạy qua bên Mỹ sống bên đó? Mà cái tệ hại cho đến ngày giờ này, cái sự thật nó đã phơi bày. Ông bị bệnh nặng như vậy và vẫn không dám đứng lên nói thẳng và nói thật: ngày đó chuyện đó là như vậy, tôi đã sai lầm thế này thế kia thế nọ. Tại sao không dám nói? Phải không? Phạm Đình Trọng là một điển hình của gọi là nhà văn người cầm bút ở miền Bắc. Hoàng Phủ Ngọc Tường là đại diện cho cái đám đồ tể của Huế thời đó ở miền Nam. Cả hai cho đến ngày giờ này vẫn không công nhận và không dám xác nhận cái tội ác và cái tội lỗi của mình một cách rõ ràng, một cách minh bạch, một cách chính xác. Là sao? Vậy họ muốn tiếp tục họ khỏa lấp, họ dối trá cho đến chừng nào? Phải không? Mình đưa ra mấy cái nhân vật như vậy để cho các bạn thấy cái tồi tệ của cái cá nhân nó đã đành. Đi tới một cái cấp gọi là cái cấp lãnh đạo, cái tồi tệ nó còn kinh khủng hơn nữa. Cuối năm 1967, đầu năm 1968, cả hai bên đồng ý ngừng bắn.
quân Bắc Việt và cái gọi là cái đám mặt trận giải phóng miền Nam bất thình lình tổng tấn công. Ngay trong thời gian đó, tờ báo Nhân Dân ở bên Hà Nội đăng một cái bài báo lấy cái tiêu đề là Mỹ và Tây Sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta. Các bạn nghĩ sao? Mỹ và Tây Sai có phá hoại trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta hồi nào? Mình có thấy cái lính nào Việt Nam Cộng Hòa phá hoại ngày Tết của nhân dân miền Bắc nào đâu? Phải không? Trong cái bài báo đó mấy ông coi như là bị kẹt, cho nên mấy ông chơi cái trò, mấy ông đặt một cái câu như thế này. Theo các hãng thông tấn phương Tây, nói một cách rất là mơ hồ, không dám đưa ra cái hãng thông tấn phương Tây nào hết. Theo các hãng thông tấn phương Tây, Mỹ đã hủy bỏ hoàn toàn việc ngưng bắn trong dịp Tết Nguyên Đán năm 1968. Ngày 29 tháng 1 năm 1968, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán ở miền Bắc Việt Nam, máy bay Mỹ đã đánh phá nhiều vùng dân cư thuộc nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bắn tên lửa vào một số địa điểm thuộc Từ Liêm và Gia Lâm, ngoại ô thành phố Hà Nội. Có nghĩa rằng là mấy ổng rõ ràng bên trong miền Nam là mấy ổng tổng tấn công, mấy ổng coi như là phá nát cái Tết, giết không biết bao nhiêu người, thì mới chơi cái trò quật ngược lại, tuyên truyền cho người dân miền Bắc là Mỹ và Tây Sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta. Mình đọc cái bài báo đó, mình mất mấy ngày mình đi mình truy tìm cái logbook, có nghĩa là cái bản tường trình hàng ngày của cái chiến dịch gọi là Rolling Thunder của Mỹ, kéo dài từ năm 1965 cho đến tháng 10 năm 1968. Thì hoàn toàn không có một cái sortie, có nghĩa là không có một cái trận tả bom nào vào ngày 29 tháng 1 năm 1968 hết. Hoàn toàn không có. Không có bất cứ một cái record, một cái tài liệu nào lưu trữ bất cứ một thông tin nào là Mỹ thả bom vào ngày 29 tháng 1 năm 1968. Chứng tỏ là mấy cái ông miền Bắc coi như là sẵn sàng nói dối cả nhân dân miền Bắc luôn. Không những nói dối cái chuyện rằng là chính mấy ổng là cái người đã có nguyên một cái kế hoạch rất là lớn từ Trung ương Đảng là phải tổng tấn công vào cái dịp Tết Mậu Thân, mà còn quay ngược lại nói dối với nhân dân miền Bắc là nói là Mỹ và Tây Sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta. Các bạn thấy không? Nó là những cái người nó vừa ăn cướp vừa la làng một cách cực kỳ vô liêm sỉ. Đó là bây giờ tờ báo nó còn lưu truyền, nó nằm ở trong cái gọi là cái bộ cái văn khố lưu trữ của quốc gia. Có một bạn nào đó lôi ra xong chụp cái hình đó rồi tung lên trên mạng, đầy ở trên mạng cái thông tin đó. Ngoài cái tờ báo đó mình nhận được, mình có rất là nhiều cái thông tin cho biết rằng là trên báo chí của nhà nước công khai nói ngày hôm đó là cái ngày tổng tấn công vân vân và vân vân. Thấy không? Trên trang mạng của đài Tiếng Nói Việt Nam đến ngày giờ này vẫn có một cái bài hồi ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Ở trong đó có cái đoạn nó nói nè: đêm 30 Tết Mậu Thân, bộ đội ta từ khắp nơi đồng loạt tiến vào thành phố Huế tấn công địch ở cả cánh nam, cánh bắc của thành phố Huế, nhanh chóng chiếm giữ các mục tiêu quan trọng khiến địch bất ngờ. Chỉ trong một ngày đêm, quân và nhân dân ta đã hoàn toàn làm chủ thành phố Huế, cờ giải phóng tung bay trên cục cờ Phú Văn Lâu suốt 26 ngày đêm. Rõ ràng trên báo mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiện bây giờ vẫn còn tờ báo xác định là đêm 30 Tết Mậu Thân, bộ đội ta từ khắp nơi đồng loạt tiến vào thành phố Huế tấn công địch ở cả cánh nam cánh bắc của thành phố Huế. Thì ngay cái ngày hôm trước đó, báo Nhân Dân ở Hà Nội lại đăng một cái báo nói rằng là Mỹ và Tây Sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta. Là thế nào? Phải không? Có nghĩa là từ cái bản chất, họ đã dối trá. Họ dối trá từ cái thời đó cho đến ngày giờ này. Họ dối trá ngay cái lúc mà họ thực hiện chuyện đó, để mà họ giành được cái sự gọi là bất ngờ, để mà họ giành được cái phần thắng. Nhưng mà không ngờ họ không giành được cái phần thắng, mà thực sự nó là một cái sự thất bại ghê gớm. Tại vì rõ ràng trong cái chiến dịch đó, Mậu Thân nó chia làm 3 giai đoạn trong năm 1968. Tổng số
quân lực của bên phía cộng sản là bị thiệt hại kinh khủng luôn. Cho nên đến từ năm 1968 đến năm 1970 là hoàn toàn im ắng, tại vì cái cánh gọi là mặt trận giải phóng miền Nam gần như là bị kiệt quệ. Họ không còn cái quân lực để mà họ làm gì nữa. Mà trong cái số đó, cái số mà gọi là binh sĩ cộng sản đó, họ coi như là họ buông súng, họ quay về quốc gia, coi như là từ bỏ hàng ngũ cộng sản nhiều vô kể. Đó, thì đó là một cái thất bại. Nhưng mà cho đến ngay giờ này họ vẫn tổ chức cái lễ kỷ niệm 50 năm và họ nói rằng là cái đó là cái chuyện đường lối đúng đắn của đảng. Đường lối đúng đắn của đảng là cái gì? Đường lối đúng đắn của đảng là nói dối, là lừa mị người dân miền Bắc, lừa mị người dân miền Nam, giết người xong rồi giấu, xong rồi chạy tội, phải không? Đường lối đúng đắn của đảng cũng như là nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là gì? Là nướng quân, là vắt chanh bỏ vỏ xong rồi quên hẳn họ. Mình nói thật, chỉ cách đây mấy ngày mình có một người bạn liên lạc với mình qua Messenger hỏi mình có cái cách nào để mà tìm thông tin ông ngoại của bạn đó đã chết trong cái trận Mậu Thân. Cho đến ngày giờ này gia đình của bạn đó cũng không hề biết cái xác của ông ngoại nằm ở đâu. Cho đến ngày giờ này coi như là gia đình đã mấy chục năm vô vọng tìm kiếm xác của ông ngoại tìm không ra. Mà đi hỏi thì bên quân đội nói vòng vò, tại vì họ nói họ không xác định chính xác được ở đâu. Khi mà ông ngoại của các bạn đó chết hơn một năm sau mới đem cái giấy báo tử về báo là ông ngoại bị chết. Nhưng mà ngay cả bây giờ chết cũng không biết ở đâu. Thì hỏi rằng là cái nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là nghệ thuật gì? Nghệ thuật nướng lính cho chết xong rồi coi như bỏ cho họ bị quên lãng chứ cái nghệ thuật gì nữa? Phải không? Mình phân tích những cái điểm này để cho các bạn thấy rằng là 50 năm Mậu Thân là một cái vết đen kinh khủng của cái sự dối trá, của cái sự tan nát của cái dân tộc Việt Nam. Mậu Thân là một cái biến cố, nó để lại một cái dấu ấn ghê gớm. Nó ghê gớm đến cái độ mà 50 năm rồi người ta cũng vẫn không quên được. Và những cái ông gọi là nhà nước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dại dột tung cái trò mà gọi là chào mừng 50 năm đó, nó đã tạo cái điều kiện để cho người dân căm phẫn, để cho cái sự thực nó lại tiếp tục nó rộ ra. Chứ nó không phải là một cái thứ gọi là chiến tranh tâm lý hay là những cái cách khỏa lấp của mấy ông mà gọi là tuyên giáo và mấy ông tư tưởng đưa ra. Đúng không? Bây giờ mình nhắc lại từ Mậu Thân tới Mậu Tuất, mình thấy cái gì? Sau 50 năm, cái biến cố đó, Cộng sản thực sự giải phóng dân tộc chưa? Hồi đó họ luôn luôn họ dùng cái luận điệu là họ giải phóng dân tộc. Sau 50 năm, Cộng sản đã giải phóng dân tộc chưa? Hay là biến dân tộc thành một cái dân tộc chia cắt và hận thù càng lúc càng sâu? Ngay cả cái lớp trẻ sau này không biết chút gì thời chiến. Và cả hai bên đều coi như là chia rẽ và hận thù càng ngày càng khủng khiếp và càng cực đoan. Đó là giải phóng dân tộc hả? Không có. 50 năm sau, Cộng sản đã làm việc gì ngoài cái việc biến cái dân tộc Việt Nam ngày giờ này thành một cái dân tộc bạc nhược, sợ hãi, mặc cảm, và đã đi tới cái chỗ là phó mặc cho tất cả mọi chuyện. Cái dân tộc Việt Nam chưa bao giờ nó bạc nhược như ngày giờ này. 50 năm, từ năm 1968 cho đến nay, Cộng sản làm được cái gì cho cái công việc họ luôn luôn họ huênh hoang, họ luôn luôn họ tuyên truyền là đấu tranh giai cấp, xóa bỏ giai cấp. Ngày giờ này trên cái đất nước Việt Nam chỉ có hai giai cấp rạch ròi, đó là cái giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Cái giai cấp thống trị chính là cái giai cấp đảng, và cái giai cấp bị trị là chính là cái giai cấp không phải đảng. Nó chỉ đơn giản như vậy. Và cái giai cấp thống trị là một cái giai cấp vô cùng tàn tệ, ăn trên ngồi tróc, tiếp tục thản nhiên dối trá, tiếp tục thản nhiên tàn độc, và tiếp tục xem dân như cỏ rác,
không? Chẳng những họ nói dối mà họ thản nhiên họ nói dối. Chẳng những họ tàn độc mà họ thản nhiên họ tàn độc. Họ không chưa làm một cái gì gọi là do dân vì dân cái gì hết á. Mình tiên cử một một cái điểm rất là quan trọng gần đây. Trong khi mà người dân trong nước Việt Nam rất là đói nghèo, kinh tế cạn kiệt, môi trường độc hại, tài nguyên coi như là không còn cái gì hết, mọi thứ nó điêu tàn, nó coi như nó xuống cấp, nó tệ hại đến không thể tưởng tượng được. Thì mấy ông xóa bỏ giai cấp bằng cách gì? Bằng cách xây nghĩa trang 1.000 tỷ cho cán bộ. Dân thì không có đất để mà sống, dân nhà cửa đất đai thì bị cưỡng chế một cách tàn bạo để mà vô túi những cái thằng gọi là tham quan. Còn đầy tớ nhân dân á, là xây cái nghĩa trang 1.000 tỷ cho cán bộ làm sao? Phải không? Các bạn thấy cái chuyện đó có rõ không? Thấy rõ không? Tại sao nó không có xây cái nghĩa trang 1.000 tỷ cho nhân dân, cho những người nghèo, mà nó phải xây những cái nghĩa trang gọi là 1.000 tỷ cho cán bộ? Vậy là dân là rác à? Chẳng những dân là rác, nó cưỡng chế đất đai của dân xong nó xúc luôn cả bia mộ người ta lên. Mà nó không phải nó chỉ xúc bia mộ ở một một nơi đâu, nó xúc bia mộ của người ta, mồ mả của người ta từ miền Bắc vô tận miền Nam. Nó cần xúc là nó xúc. Các bạn không tin, các bạn lên trên YouTube các bạn tìm có những cái clip nó cưỡng chế, nó đem xe xúc tới nó xúc bọc cái mồ con mã của người ta lên mà có nhiều xương nó văng tung tóe ra. Trong khi đó nó tự động nó lo cái hậu sự của nó để mà nó xây cái gọi là cái nghĩa trang 1.000 tỷ. Thì các bạn nghĩ tụi nó là con người hay là con thú? Phải không? 50 năm sau, người dân đói khổ nhọc nhằn thì cái đám gọi là giai cấp thống trị nó phè phỡn, nó đú đởn, nó rững rững mở, nó nhà cao cửa rộng, những cái chương trình chào mừng này kia nó luôn luôn đó, nó xen vô những cái trò xét, những cái trò khiêu dâm. Ngay cả cái chuyện mà đón U23 kia trên máy bay mà nó còn chơi cái trò khiêu dâm công khai lên như vậy thì các bạn nghĩ như thế nào? Đó, vợ con gia đình của nó thì nó đi du lịch nước ngoài phè phỡn. Vậy nó xóa bỏ giải, nó xóa bỏ giai cấp chỗ nào? Nó giải phóng dân tộc chỗ nào? Nó do dân vì dân chỗ nào? Các bạn hãy nhìn đi. Nó hoàn toàn nó không có làm bất cứ một cái chuyện gì hết. 50 năm sau, dân Việt Nam không những đi làm nô lệ cho thiên hạ dưới những cái hình thức như lao động phổ thông khắp nơi trên thế giới, khổ sở đau đớn, bị hành hạ, rồi coi như là bị bủa vây mà không có đường giải thoát. Phụ nữ thì làm cô dâu Việt Nam, phụ nữ làm gái bán thân khắp nơi đó. Còn những cái người Việt Nam ở trong nước Việt Nam á, thì è lưng ra làm nô lệ cho cả một cái chế độ, thuế má phí thu cả mọi thứ là đều phải è lưng ra mà chịu, è lưng ra chịu cái sự gọi là cái sự lãnh đạo độc tài và tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn thấy không, 50 năm trước Việt Nam làm gì có lao động phổ thông? Cái đất nước Việt Nam Cộng hòa ngày đó, thời đó năm 1968, hoàn toàn không hề có lao động phổ thông, hoàn toàn không có xuất khẩu lao động. Ngay cả những cái người mà họ đi du học ở nước ngoài họ cũng về, ngay cả đó là trong cái thời chiến tranh máu lửa họ cũng bỏ, họ về lại đất nước Việt Nam chứ họ bao giờ họ đi đâu. Bây giờ lao động phổ thông coi như là chẳng những lao động phổ thông mà còn lên báo chí huênh hoang chuyện đó, ca ngợi chuyện đó, nó chỉ tiêu rồi vượt bậc này kia nọ khác, bán xác bán sức lao động của người dân và biến cái đó thành cái thành tích. Năm 1968 làm gì có cô dâu Việt Nam? Có nhiều người nói có một số phụ nữ đi ở miền Nam làm đĩ cho Mỹ. Đó là một cái thiểu số nhỏ. Thấy không? Trong cái thời chiến tranh, mấy ông không có đem quân vô đánh trong cái miền Nam cho tan cửa nát nhà người ta. Thấy không? Để mà gia đình ly tán, chồng chết, con chết, rốt cuộc họ không có cái đường gì sống mà đi làm đĩ cho làm gì. Thấy không? Chứ để họ sống bình yên mắc mới gì họ phải đi làm đĩ.
Mà ngay cả họ có đi làm đĩ trong cái thời đó, họ không phải là đi làm đĩ bốn tứ xứ. Còn bây giờ cái đất nước Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam mà đi qua Singapore, đi qua bên Malaysia, đi qua Indonesia, ngay cả đi qua Thái Lan mà cầm cái passport người Việt là nó nhìn vô trong mặt, nó coi thử có phải là đi qua đây làm đĩ không. Bên Hàn Quốc cũng như vậy, bên bên Phi cũng vậy, bên Nhật cũng vậy. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Tại sao người dân Việt Nam sau 50 năm cái công trình gọi là xóa bỏ giai cấp, đúng không? Giúp cho người dân thoát nô lệ, lại biến người dân Việt Nam thành bị nô lệ. Nô lệ tứ xứ đã rồi, nô lệ ngay cả trong nước. Có người dân nào trong cái đất nước Việt Nam dám mở miệng nói cái điều gì mình muốn không? Có người dân Việt Nam nào dám phản ứng những cái điều mà đảng đưa ra không? Họ có phản ứng, họ phản ứng riêng riêng tư thôi. Có cái đảng Việt, cái đảng Cộng sản nào ở đất nước Việt Nam mà lắng nghe người dân thật sự không? Để mà thay đổi, để mà làm những cái công việc do dân vì dân không? Nếu mà không có thì rõ ràng người dân Việt Nam là nô lệ cho đảng Cộng sản chứ còn gì nữa, phải không? Mình phân tích ở đây á, mình không muốn nói đến cái quá khứ đau thương, mình muốn nói đến cái hiện tại đau thương. Mình nhìn 50 năm, nhìn lại 50 năm để cho người dân thấy rõ cái toàn cảnh của một cái cú lừa lịch sử vĩ đại mà nó làm đổ không biết bao nhiêu xương máu của người dân. Nó không, nó làm cho cái đất nước Việt Nam nó bị điêu linh tàn tệ cho đến ngày giờ này. Đó. Chứ nếu như mà mấy ông cộng sản khi mà mấy ông gọi là giải phóng miền Nam hay giải phóng dân tộc hay gì, xóa bỏ giai cấp mà mấy ông làm đúng thì ai có ý kiến, ai than phiền? Nếu mấy ông đúng đắn tại sao mấy ông tiếp tục dối trá, mấy ông tiếp tục lọc lừa, mấy ông tiếp tục coi như là tự đặt cho mình một cái vị trí coi như là những cái kẻ thống trị để mà làm bất cứ những cái chuyện gì mà mình muốn. Mình nói cái chủ đề này để làm chi? Để cho những ai muốn nghe và muốn hiểu thì có thể có một cái cơ hội để mà tự xác định cái tương lai và cái số phận của chính mình, và xa hơn cái tương lai và cái số phận của cái gia đình mình, và to lớn hơn nữa là cái tương lai và cái số phận của cái dân tộc Việt Nam. Mà mình phải cái nhận thức một điều rất là rõ là mình bị một cái cú lừa lịch sử, và mình bị một cái đám tàn độc nó vẫn ngồi ở trên đầu mình và nó vẫn dùng những cái thứ mỹ từ dối trá để mà nó biến người dân, và nó thực hiện những cái hành động để nó biến người dân Việt Nam thành những kẻ nô lệ của một cái chế độ. Đó, 50 năm gói gọn lại từ 1968 cho đến 2018, nó chỉ là một cái bức tranh cực kỳ thảm hại trên cái đất nước Việt Nam. Và cái tương lai của đất nước Việt Nam nó mù mịt đến cái độ ngày giờ này không ai dám đoán được Việt Nam năm sau sẽ ra sao. Thì đừng có nói chi Việt Nam 5 năm sau sẽ ra sao, 10 năm sau sẽ ra sao và tương lai sẽ ra sao. Đó là sự thật. Cho phép mình tạm dừng cái live stream hôm nay. Hy vọng là cái live stream của mình đã được những cái đưa ra được một số cái phân tích và chia sẻ để cho các anh chị em và các bạn suy nghĩ. Và cho phép mình dành một phút để mọi người chia tay, và mình xin kết cái live stream ở đây. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói đến sự tích biển cả. Rồi các ông gì, các ông Trung Quốc, Trung Quốc à, đúng rồi, cái thằng Phọc Mô Sa đó, cái thằng đó đó, nó làm như vậy đó. Trong khi nó không xả thải ở cái nước của nó, mà nó xả thải ở cái nước Việt Nam của mình. Vậy đó, các bạn thấy chưa? Gì mà không xả thải với nước mình mà đi bỏ vô biển cả của nước Việt Nam, các bạn thấy vô lý chưa? Vô hồn, vô lý, vô hết tất cả, các bạn thấy không?
Oh,